Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, khu lưu niệm truyền thống Trung đoàn 271. Đến dự có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An Nguyễn Hoàng Công. Di tích khu lưu niệm truyền thống Trung đoàn 271 tọa lạc tại ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông và ấp Gò Nổi, nay là ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Đây là hai địa điểm ghi dấu quá trình hoạt động, chiến đấu và hy sinh oanh liệt của hơn 500 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 271 trong giai đoạn từ năm 1972-1975. Trung đoàn 271 được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 1947 tại chiến trường Cực Nam Trung Bộ. Tiền thân là Trung đoàn 812 Ninh Thuận, Bình Thuận. Trận đánh ngày 11 tháng 5 1972 tại ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông là điểm ghi dấu 62 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 hy sinh. Đặc biệt, nơi đây còn lưu lại nhiều vết tích của những ngày đầu khi Sở Chỉ huy Trung đoàn 271 trú đóng, là chứng tích của một thời chiến đấu kiên cường, dũng cảm, hy sinh oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ. Và nay đã được tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa của tỉnh. Thì nói chung là tôi thay mặt tất cả anh em chiến sĩ của Trung đoàn 21, hiện nay các đồng chí là còn sống, cũng rất là mừng, rất là vui. Mà hôm nay là không có cái gì mà vui bằng cái là như ngày hôm nay. Đó là cái tâm huyết của những người chiến sĩ của Trung đoàn 21, mà chúng tôi là những người may mắn. Việc xếp hạng di tích là cơ sở pháp lý cho quá trình giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử. Đồng thời, khu lưu niệm truyền thống Trung đoàn 271 còn là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Dịp này, Trung đoàn 271 trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã An Ninh Đông và An Ninh Tây.